Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục bát phốt xe đạp sau thời gian dài sử dụng dẫn đến bị dơ cũng như khô vỡ bi. Để khắc phục cần thao tác tháo các ốc trên pô tăng để vệ sinh. Nhấc ra kiểm tra xem bi có vỡ thì thay thế. Nếu khô mỡ vệ sinh sạch sẽ và bổ sung mỡ. Vệ sinh sạch bi bằng dầu hỏa, RP7 hoặc xăng. Làm sạch hết cặn bẩn trên bi. Vệ sinh sạch và thêm mỡ vào phần bát phốt cùng bi. Lắp hoàn thiện các chi tiết, với ốc pô tăng vặn vừa đủ căng thử xem bát phốt đã hết dơ chưa. Khi bát phốt hết dơ cũng như không bị bó cứng là bạn đã thành công vệ sinh bảo dưỡng bát phốt xe đạp.